Hãy ghi lại tất cả những hình ảnh, những khoảnh khắc của mình ngày hôm nay để tương lại một kỷ niệm rất là đẹp của mình cho mình luôn ngày hôm nay ạ. Mỗi cự ly thì có một cái sự kích thích riêng biệt. Nếu như 42 km, vận động viên của chúng ta không đông, nhưng đó lại là một cái cự ly mà nó mang đến nhiều cảm xúc nhất khi mà dành cho những chiến binh chinh phục cái cự ly dài 42 km full marathon. Bán marathon thì cũng vậy, cái số lượng thì cũng khá đông, và cự ly chinh phục thì nó cũng vừa tầm với các vận động viên phong trào. Còn đây 5 km và 10 km quy tụ tổng số vận động viên đông đảo nhất. Và tôi có đọc qua nhiều cái tên của cự ly 5 km. 5 km thì chúng ta khoan bàn tới, nhưng ở cự ly 10 km cũng có những vận động viên chạy rất tốt, thậm chí là những vận động viên chạy tốt ở cự ly 42 km. Và giải đấu này thì họ đăng ký ở cự ly 10 km. Tôi nghĩ là họ muốn thử sức mình ở một cái cự ly 10 km và tăng tốc độ, giảm thời gian. Bên cạnh đó thì chắc có lẽ đó cũng là sự toan tính của các vận động viên để có thể sắp xếp cái lịch thi đấu của những giải đấu trong tháng 4 này. Thank you.
cự ly thi đấu của mình. Và thưa quý vị, Hãy subscribe.